10 km. Ngoài ra là có hệ thống hơn 3.500 cái hồ đập lớn nhỏ khác nhau, trải dài từ cái đồng bằng sông Hồng đến miền Trung và cũng như đồng bằng sông Cửu Long, và góp phần là cái nguồn nước mặt cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất. Ngoài ra thì cái ở Việt Nam mình cũng có lợi thế là có cái nguồn nước nước ngầm cũng trữ lượng cũng rất là phong phú, và so với nhiều nước thì cái nguồn nước ngầm ở Việt Nam thì theo tôi đánh giá là cũng có chất lượng cũng khá là tốt, ngoại trừ một số nơi thì không có đang bị ô nhiễm tùy vào cái điều kiện kim loại nặng hay là những cái chất hữu cơ hoặc có thể là vi sinh. Ngoài ra do Việt Nam là một nước nằm trong cái vùng khí hậu nhiệt đới là ẩm và mưa nhiều, thì như quý vị khán giả biết là ở Việt Nam cái lượng mưa rất là phong phú, nhất là ít nhất cũng có 6 tháng mưa, nên cái lượng mưa này thì cũng đóng góp phần vào cái hàm lượng nước mặt cao, và cũng như là nước mưa này cũng có thể khả năng sử dụng để mà trở thành cái nguồn nước cấp để sử dụng. Thì ra thì cũng có một cái lượng gọi là nước từ biển, thì nước từ biển thì mình không có sử dụng trực tiếp được thì cũng có rất là khó khăn do có độ mặn cao. Tuy nhiên nếu mà sử dụng những cái công nghệ hợp lý để loại bỏ cái mặn trong nước biển thì cái nước đó cũng có thể sử dụng được, đặc biệt là dùng cho những cái vùng mà xa xôi, hải đảo, nhất là nhìn cho những cái cán bộ chiến sĩ ngoài đảo xa. Cảm ơn thầy. Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Trần Lê Lựu về nguồn nước tại Việt Nam, cũng như là những cái thành tố của nguồn nước tại Việt Nam. Thì thưa tiến sĩ Đoàn Văn Bình, vậy thì cái việc khai thác sử dụng cái nguồn nước này, chúng ta đang có những cái khó khăn cũng cái lợi thế nào để chúng ta có thể khai thác nguồn tài nguyên nước này hiệu quả và bền vững? Dạ, chắc xin mời tiến sĩ Đoàn Văn Bình có thể mở mic ạ. Dạ, xin cảm ơn anh Thư đã có câu hỏi ạ. Đối với câu hỏi này tôi xin có trả lời như sau. Thì cũng như nhiều nước trên thế giới và khu vực thì Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều thách thức liên quan tới tài nguyên nước. Thì tôi xin điểm qua được những cái vấn đề thách thức mang tính tổng thể như sau. Cái vấn đề thứ nhất là nguồn nước của chúng ta thì hữu hạn mà đang bị suy thoái rất là nghiêm trọng, trong khi cái nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng. Chúng ta biết là do dân số chúng ta ngày càng tăng. Và tiếp theo là do mâu thuẫn sử dụng nước giữa các nguồn nước hay là các cái đối tượng sử dụng nước khác nhau, ví dụ như là giữa thượng nguồn hay là hạ nguồn, hay là cái nguồn nước của chúng ta đang bị ô nhiễm, hay là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hay là xây dựng các cái đập và hồ chứa. Cái vấn đề thứ hai á, là tài nguyên nước của chúng ta phân bố không đồng đều cả về không gian và thời gian. Chúng ta biết là trong một năm á, thì có tháng mưa nhiều thì nó gây ra lũ lụt, còn có tháng thì mưa ít nó gây ra hạn hán. Và theo thời và theo cái vị trí á, hay là không gian thì cũng có chỗ thì mưa nhiều thì nó lũ lụt, còn có chỗ cũng là hạn hán, ví dụ như khu vực mà các cái tỉnh như là ven ven biển miền Trung chẳng hạn thì hạn hán rất là nhiều. Thật ra đây là những cái quy luật rất là tự nhiên, và cái điều quan trọng là chúng ta làm sao để cân bằng hay là khai thác được những cái con lũ để cung cấp được cho cái mùa kiệt. Cái thách thức thứ ba đó là tài nguyên nước của Việt Nam nó phụ thuộc rất nhiều vào các cái nguồn nước ở ngoài lãnh thổ đất nước. Ví dụ như là lưu vực sông Hồng hay là lưu vực sông Mekong, chúng ta biết được là nó bắt nguồn từ ở Trung Quốc, và cái lượng nước bắt nguồn từ các cái lưu vực ở ngoài lãnh thổ nó chiếm khoảng 70%. Cho nên là cái vấn đề an ninh lương thực nguồn nước hay là an ninh lương thực của chúng ta đang là cái nỗi thách thức lớn. Nếu như các nước thượng nguồn họ khai thác thì không có lợi cho họ mà bất lợi cho mình. Cái vấn đề tiếp theo là khai thác nguồn nước của chúng ta còn có phần là chưa hợp lý và chưa có bền vững. Ví dụ như là việc khai thác quá mức cái nguồn nước ngầm thì đang gây ra cái hiện tượng là sụt lún hay là nhiễm mặn tại nước ngầm của chúng ta. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Đoàn Văn Bình và những khó khăn và thách thức trong việc khai thác và sử dụng nguồn nước. Nguồn tài nguyên nghĩ rằng chúng ta rất dồi dào nhưng mà thực sự cũng không quá dồi dào như chúng ta đã tưởng tượng. Thì qua phần chia sẻ vừa rồi của hai vị chuyên gia, chúng ta có thể thấy được cái tầm quan trọng trong cái việc sử dụng
và quản lý nguồn tài nguyên nước hiệu quả và bền vững. Vậy nội dung đào tạo của chương trình kỹ thuật quản lý nước như thế nào để cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng để phục vụ cho các mục tiêu trên? Kính thưa tiến sĩ Trần Lê Độ, thì xin mời tiến sĩ có thể chia sẻ với quý khán giả về mục tiêu và chương trình đào tạo của ngành với các vị khán giả đang theo dõi trong chương trình được không ạ? Dạ, thì cảm ơn anh Thư và các câu hỏi này. Thì như chúng ta đã biết thì cái nguồn nước hiện giờ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi cái vấn đề mà công nghiệp hóa và cái vấn đề và đô thị hóa, thì nó cũng gây ra nhiều cái vấn đề ô nhiễm nguồn nước. Ngoài ra những cái vấn đề mà tiến sĩ Bình chia sẻ như là xâm nhập mặn và hạn hán và lũ lụt thì nó thường xảy ra hoặc là dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu á. Thì như vậy thì với cái mục tiêu của một trường đại học, với cái mục tiêu của một ngành học chuyên về công nghệ và tái sử dụng nước ở trường đại học Việt Đức, thì chúng ta phải tập trung vào những mảng như thế nào? Thì sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cái phần trình bày về file trình chiếu về cái chương trình về thạc sĩ về công nghệ tái sử dụng và quản lý nước tại trường đại học Việt Đức ạ. Dạ, thì cái chương trình này thì chúng tôi kết hợp với trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt của Đức. Đây là một trong 9 trường đại học lớn nhất của Đức, nó gọi là TUNA. Đó là có tính học thuật rất là cao và rất là uy tín của Đức, và nhất là trong lĩnh vực mà kỹ thuật. Tôi đánh giá đây là một trong những trường đại học hàng đầu của Đức về kỹ thuật, trong đó có ngành về công nghệ tái sử dụng và quản lý nước. Và cái phần trình bày của tôi thì sau cái phần giới thiệu về sự cấp thiết của nước sẽ là giới thiệu về trường đại học đối tác, trường đại học kỹ thuật Darmstadt, và tiếp theo là tôi sẽ tập trung vào cái giới thiệu về cái chương trình về tái sử dụng và quản lý nước của trường đại học Việt Đức. Và sau đó là cái phần rất là hấp dẫn, đó là phần về học bổng, và tất nhiên là tiếp theo đó là những cái phần về cái cơ hội nghề nghiệp mà anh Thư sẽ giới thiệu sau nữa. Đó. Thì chúng ta cũng đã biết là không những Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới đều quan tâm cái vấn đề về nước, và nước cùng với lại thực phẩm là một trong những cái vấn đề hàng đầu mà tất nhiên đó là cái nhu cầu hàng ngày của chúng ta cần phải sử dụng những cái nó để tiêu thụ, và nó rất là cấp thiết, và tất nhiên là nó không thể thiếu được. Nhưng mà thật không may là cái lượng nước trên thế giới nó càng giảm sút, và ngoài ra cái vấn đề ô nhiễm và biến đổi khí hậu cũng làm ảnh hưởng tới chất lượng nước cũng rất là nhiều, nhất là cái nguồn nước mặt và cái nguồn nước nước ngầm. Thì đó là những cái nguồn nước mà chiếm tỷ lệ lớn ở Việt Nam dùng cho cấp nước và sinh hoạt. Thì đặc biệt là những cái dòng sông như ở Việt Nam, thì như quý vị khán giả đã thấy là rất là bị ô nhiễm rất là nặng, đặc biệt những cái thành phố lớn. Thì chúng ta đã đi tới những cái thành phố như Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta đi ngang qua những cái con sông hoặc là những cái con suối nhỏ ở những cái thành phố lớn đó, thì chúng ta sẽ thấy cái mùi ô nhiễm rất là nồng nàn, vì cái hàm lượng mà ô nhiễm chất hữu cơ và những cái chất dinh dưỡng nó rất là cao. Vì những cái chất ô nhiễm này nó sẽ phá hoại cái hệ sinh thái, và đặc biệt là nó phá hoại làm ảnh hưởng cái chất lượng của cái nguồn nước này, và cái mục tiêu cấp nước của mình dùng những cái nguồn nước này tất nhiên là sau đó nó sẽ sử dụng dành cho những cái nhà máy xử lý cấp chẳng hạn, và nó đưa vào các nhà máy hoặc là những cái người dân sử dụng thì nó lại ô nhiễm. Và tiếp theo đó là nó vấn đề về cái môi trường, thì nó tỏ ra mùi thì nó cũng rất là khó chịu. Thì nhiều khi là những cái vùng như thế này thì người dân người ta đi tập thể dục thì người ta thật sự là nó rất là ô nhiễm và ảnh hưởng tới cái sức khỏe của con người đó. Thì về cái trường đại học kỹ thuật Darmstadt đó, thì như tôi đã giới thiệu đó là một trong 9 trường lớn nhất của đó, rất là
uy tín và rất là danh tiếng, và nó đã được thành lập rất là lâu đời từ năm 1877, và đây là nơi sinh ra rất là nhiều cái nhà khoa học mà đạt giải Nobel trong cái nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong những lĩnh vực khoa học tự nhiên. Và cái chương trình về thạc sĩ về công nghệ và tái sử dụng và quản lý nước của Đại học Việt Đức á, thì chúng tôi sẽ tập trung vào những cái mảng khía cạnh về nước, đặc biệt là những cái ngành về công nghệ xử lý nước và nước thải, và cái đặc biệt và cái về cái phần mà là tái sử dụng nước, đó là cái điểm nhấn của cái ngành á. Thì chúng ta đều biết trong cái sự phát triển của cái kinh tế tuần hoàn và cái sự phát triển của tuần hoàn của chất thải á, thì nước thì ô nhiễm nó không có được coi là cái chất thải nữa, mà đó là một cái nguồn tài nguyên, nhất là chúng ta có thể tái sử dụng lại cái nước này, nước ô nhiễm á, dành cho những nhiều cái mục đích khác nhau, hoặc là chúng ta có thể thu hồi những cái chất ô nhiễm trong chất thải trong trong nước này để có thể dùng cho những cái mục đích khác nhau, như là phân bón chẳng hạn. Đó thì nó rất là có ý nghĩa đó. Ngoài ra cái điểm nhấn của chương trình cũng có bên mảng tập trung bên mảng về thủy lợi và thủy văn, nhất là quản lý lưu vực sông, đó là những cái con sông, làm quản lý những cái đê đập và những cái công trình thủy điện đó, rồi những cái phát triển cái mô hình đô thị ven sông như thế nào. Ngoài ra là cái quản lý về lũ lụt như sao, đó đó là những cái và quản lý nước thải đô thị trong những cái thành phố lớn như thế nào, cái hệ thống cấp thoát nước ra sao. Đó thì tất cả những vấn đề về nước, đặc biệt là những cái vấn đề về chất lượng nước cũng là được được ngành quan tâm. Thì cái mảng này thì nó cũng phù hợp với những bạn mà có cái nền tảng là bên mảng hóa hoặc sinh đó, cũng rất là phù hợp. Nó thường nó liên quan tới cái mảng chất lượng nước, thì phân tích chất lượng nước ở trong phòng thí nghiệm cũng có đó. Thì tốt nghiệp chương trình này thì chúng ta cũng thấy các bạn học viên có thể là có nhiều cơ hội có thể làm trong cái những lĩnh vực khác nhau, như là lĩnh vực về trong những cái cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý ha, như kiểu các sở ban ngành như sở tài nguyên môi trường, các sở nông nghiệp phát triển nông thôn, ban quản lý các khu công nghiệp, những cái tổ chức NGO, những cái ngân hàng như kiểu World Bank hoặc là IDB, họ nó có những cái dự án quản lý nước ở và phát triển môi trường và vệ sinh môi trường ở nông thôn, đặc biệt là ở ở Việt Nam đó. Thì hoặc là chúng ta có thể tốt nghiệp và chúng ta có thể học lên tiếp tục để làm những cái giảng viên trong những cái trường đại học, và có thể làm nghiên cứu viên đó. Hoặc là đặc biệt cái ngành mình là cái tính ứng dụng rất là cao, tập trung vào cái mảng xử lý nước hoặc là tái sử dụng nước, thì cũng có thể làm trong cái những công ty về xây dựng và môi trường, đặc biệt là đánh giá chất lượng nước và xây dựng hệ thống xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra bên mảng thủy lợi thì có những cái vấn đề liên quan tới đê điều và xây dựng những cái hồ đập, hoặc là những cái công nghệ chống xói lở bờ biển, hoặc là chống xói lở bờ sông, hoặc là những cái công nghệ để làm sao mà nó giảm cái ngập lụt đó, để nó rất phù hợp với những cái vùng mà nó có địa hình thấp đó, có rất là nhiều cơ hội. Thì cái chương trình học sẽ kéo dài trong gói gọn có 2 năm thôi. Chúng tôi luôn theo kịp bám sát cái chương trình để làm sao mà trong vòng 2 năm thì các bạn có học tập trung và có thể là lấy được bằng trong thời gian sớm nhất. Và cái bằng mình sẽ có cái bằng đôi, đó là bằng của trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt và
các bạn học viên sẽ nhận được bằng thứ hai, có nghĩa là bằng của trường Đại học Việt Đức về công nghệ tái sử dụng và quản lý nước. Thì đó là những cái bằng của những cái trường đại học rất là danh tiếng. Thì chúng tôi sẽ có chủ yếu và tập trung có hai chuyên ngành, đó là công nghệ nước thải và cái công nghệ về sông ngòi và quản lý nguồn nước. Đó thì đặc biệt là các bạn có cái background có tốt nghiệp từ các trường đại học khác nhau và liên quan tới lĩnh vực này, có thể nộp hồ sơ để mà tham gia chương trình, như là các bạn tốt nghiệp từ chương trình mà tài nguyên nước hoặc là thủy lợi hoặc là xây dựng hoặc là môi trường, có công nghệ môi trường hay quản lý môi trường, thì có khoa học môi trường thì cũng đều rất là phù hợp. Đặc biệt những cái bạn mà tốt nghiệp về chuyên ngành về khoa học tự nhiên như hóa sinh hoặc là địa chất cũng có thể tham gia được chương trình, và tùy theo cái quá trình phỏng vấn để cái ban chủ nhiệm chương trình các giáo sư Đức sẽ tiến hành phỏng vấn các bạn, và nếu mà đạt cái yêu cầu thì các bạn sẽ được chấp nhận vào học. Thì đây là cái chương trình học của mình thì trải qua 4 học kỳ đó. Thì học kỳ thứ nhất thì có những cái môn học cơ bản học nền để dành cho những bạn mà nó có thể có những cái background mình khác nhau đó, thì mình cũng thể theo kịp chương trình, đặc biệt là những cái môn về hóa nước và vi sinh vật và những cái môn hệ thống thông tin địa lý hoặc là phương pháp nghiên cứu khoa học và lực quản lý tài nguyên nước. Thì sau đó là những cái môn về liên quan tới là quản lý lưu vực sông nè, là công nghệ xử lý nước và nước thải, là quản lý đô thị trong những cái vùng ngập nước, đặc biệt là tính toán và các công trình xử lý nước và cái chi phí. Ngoài ra thì có một môn là thiên về cái phòng thí nghiệm là phân tích nước và nước thải. Đó thì các bạn có thể tham gia vào cái phòng thí nghiệm của trường Đại học Việt Đức rất là hiện đại để mà kiểm tra cái chất lượng nước. Thì liệu rằng mình có thể thấy đó là những cái nước thì bao gồm những chất hữu cơ như thế nào, những cái chất độc nào, như kiểu là có những cái chất kháng sinh hay không, có những chất thuốc trừ sâu hay không đó, hoặc là những cái tồn dư mà những cái chất kim loại nặng chẳng hạn. Đó là những cái vấn đề mà rất cần được quan tâm trong cái lĩnh vực chất lượng nước. Và chúng tôi cũng có một môn liên quan tới gọi là xử lý chất thải rắn và bùn. Đó thì đặc biệt trong cái lĩnh vực nước thì chúng ta biết là cũng có cái vấn đề bùn thải và tái cái sử dụng cái bùn thải này cho với những cái mục đích khác nhau. Đặc biệt thì có thể là hôm nay cái trường Đại học Việt Đức đã có tổ chức một cái hội thảo về đó, vật liệu xây dựng, thì có thể chúng ta sẽ tái sử dụng cái bùn thải này thành vật liệu xây dựng mà có thể sử dụng được. Đó. Và học kỳ thứ ba thì mình sẽ chia ra hai cái chuyên ngành khác nhau. Đó, đó. Thì các bạn sẽ được lựa chọn chọn chuyên ngành về công nghệ nước và nước thải. Đó. Thì tập trung vào cái mảng về xử lý nước và nước thải và nước uống và tái sử dụng nước. Như tôi đã nói giới thiệu từ phần đầu á, là cái điểm nhấn của chương trình mình là sẽ tập trung vào cái mảng tái sử dụng nước, và ở bên Đức rất là mạnh bên cái mảng này. Thì được cái là các bạn học tập tại trường Đại học Việt Đức thì các bạn cũng sẽ được học tập với các giáo sư Đức và tiếp thu những cái công nghệ này, và ngoài ra là những cái kỹ thuật về vận hành cái hệ thống xử lý nước và nước thải, đặc biệt là nước thải công nghiệp và đô thị, là cũng được các giáo sư người Đức hướng dẫn trực tiếp cho các học viên của chương trình. Đó. Về những cái hệ thống xử lý về hóa lý hoặc là những cái hệ thống xử lý vi sinh và những cái cách mà giải quyết vấn đề nếu mà gặp cái sự cố trong cái những cái nhà máy xử lý nước và nước thải như thế này, không những liên quan tới vấn đề về hóa chất hoặc là sinh học, mà những cái vấn đề về liên quan tới SCADA hoặc là những cái vấn đề về cảm biến cũng được những cái giáo sư ở trường Đại học Việt Đức sẽ hướng dẫn rất là tận tình. Cái chuyên ngành thứ hai thì mình có thể các bạn như
bạn liên quan tới cái lĩnh vực tốt nghiệp từ cái lĩnh vực tài nguyên nước và thủy lợi hay thủy văn thì có thể đi vào cái lĩnh vực về công nghệ sông ngòi đó, thì có những cái môn về quản lý lũ lụt hoặc là công nghệ sông đó, hoặc là quản lý trong đô thị trong cái lĩnh vực mà ngập lụt đó. Rồi học kỳ 4 á, thì mình sẽ có hai phần nhỏ. Thứ nhất là mình sẽ làm một cái dự án mini nó khoảng 6 tuần đó, nó dự án thực tế. Thứ nhất là tại doanh nghiệp để mà mình có thể làm quen dần với lại những cái cách thức làm việc ở những cái doanh nghiệp hoặc là những cái cơ quan quản lý nhà nước đó, thì cái lĩnh vực mình tự chọn, lĩnh vực là liên quan tới hai cái chuyên ngành ở phía trên, và sau đó là một cái luận văn thạc sĩ để cũng sẽ làm trong trong khoảng 26 tuần đó, thì các bạn sẽ được các giáo sư người Đức và Việt Nam cùng hướng dẫn nếu mà các bạn học ở ở Việt Nam, và có thể nếu mà các bạn chọn học ở năm 2 học ở trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt thì các giáo sư người Đức sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn tại tại Đức ở trường ở khoa về xây dựng và môi trường tại trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt đó. Và chương trình học mình sẽ tiến hành học tại cơ sở Phú Nhuận, trường Đại học Việt Đức tại Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, số 10 Hoàng Diệu. Rồi, ở đây thì tôi xin giới thiệu về cái đội ngũ giảng viên chương trình, thì kết hợp với các giảng viên người Việt Nam và những giảng viên người Đức, đặc biệt là đến từ trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt. Về tất cả những giảng viên ở đây thì đều có background chuyên về cái nước và nước thải và thủy lợi hoặc là thủy văn. Đó, thì quản lý chương trình và giáo sư Martin Wagner, thì sau này các bạn vào học thì các bạn sẽ gặp giáo sư rất là nhiều, thì giáo sư cũng hay tổ chức những cái buổi gặp mặt và những cái buổi phổ biến thông tin dành cho các bạn học viên của chương trình đó. Thì ngoài ra nếu mà các bạn học viên có những cái vấn đề gì thì tôi là điều phối viên của chương trình thì có thể hỗ trợ trong suốt quá trình học tại đây đó. Ngoài ra những cái giảng viên khác thì cũng sẵn sàng hỗ trợ các bạn nếu mà có những cái thắc mắc và trong cái và cái sự giúp đỡ trong cái quá trình học của mình. Về cái hệ thống phòng thí nghiệm của trường Đại học Việt Đức thì nó chuyên về cái lĩnh vực về về nước, về liên quan nước và lĩnh vực môi trường, thì nó thực sự nó mới được đầu tư gần đây thì cũng rất là hiện đại, và tôi nghĩ là nó cũng rất là đầy đủ trang thiết bị cho các bạn có thể thực hiện bất kỳ một cái nghiên cứu nào. Đặc biệt về lĩnh vực về xử lý nước và nước thải nha. Thì chúng ta có thể biết là có thể các bạn có thể sử dụng nhiều các phương pháp khác nhau như hóa lý, vật lý hoặc là sinh học đó. Ngoài ra chúng ta có thể nghiên cứu về cái mảng có thể là cảm biến hoặc SCADA để mà quan trắc chất lượng nước đó. Tiếp theo là những cái phòng thí nghiệm chuyên về phân tích chất lượng nước đó, như kiểu là phòng thí nghiệm về sắc ký ghép phế phổ, thì bao gồm cái máy sắc ký lỏng ghép phế phổ và máy sắc ký khí ghép phế phổ, thì có thể đo rất là nhiều chỉ tiêu các chất độc trong nước như là cái PCB hoặc là những chất hữu cơ bền. Thì trên thế giới thì người ta đang hiện đang quan tâm những cái chất hữu cơ bền như thế này và những cái hợp chất kháng sinh chẳng hạn đó, hoặc là thuốc trừ sâu. Đó là những cái vấn đề mà hay tồn tại trong cái nước. Ngoài ra là chúng ta có phòng thí nghiệm về quang phổ thì phân tích về cái kim loại nặng, bao gồm cái máy ICP-MS và cái AS, thì nó có rất là hiệu quả để phân tích cái hàm lượng kim loại nặng, đặc biệt là ở dạng vết, hoặc là những cái phòng thí nghiệm về những chỉ tiêu cổ điển đơn giản như COD, BOD hoặc là những chỉ tiêu ion á, thì chúng ta có thể phân tích dễ dàng bằng máy sắc ký hoặc là tổng hữu carbon hữu cơ hoặc là tổng nitơ chẳng hạn. Thì chúng ta cũng có phòng thí nghiệm về vi sinh vật thì nó rất là hay, thì nếu mà bạn có nguồn gốc có cái background chuyên về sinh học thì có thể xác định được cái hàm lượng vi sinh vật trong nước. Ngoài ra có thể sử dụng cái bùn hoạt tính vi sinh để nuôi cấy, để tiến hành xử lý nước và
nước thải. Đó là một trong những lĩnh vực rất là phổ biến trong cái chuyên ngành công mạch. Và phòng thí nghiệm về thủy lực và thủy văn đó, có nhiều trang thiết bị hiện đại để mà nghiên cứu về địa hình, địa mạo và chất lượng nước và xói lở bờ biển chẳng hạn và độ mặn. Ở đây tôi xin giới thiệu một số trang thiết bị chủ yếu, chẳng hạn như cái máy AS hoặc là quang phổ hấp thu nguyên tử hoặc là cái máy sắc ký lỏng, cái pháp phổ ra đây đó, để và sắc ký lỏng cái phổ và sắc ký khí cái pháp phổ và máy TOC để mà phân tích các tất cả các hàm lượng chất bẩn có trong nước. Đây là những cái hệ thống và màng lọc. Màng lọc sinh học. Ngoài ra như có những cái hệ thống về khử mặn trong nước, và cái hướng về bằng điện hóa thì nó cũng rất là hot trong những cái khoảng thời gian gần đây. Và khi tham dự chương trình thì các bạn có cơ hội là vận hành trực tiếp những cái hệ thống máy móc hiện đại của trường Đại học Việt Đức. Ngoài ra thì chúng ta có thể có những cái hướng nghiên cứu mới, có thể tự đề xuất để phát triển những cái kỹ thuật mới nhằm trong cái quá trình mà xử lý nước và nước thải, hoặc là nghiên cứu về cái hãng vi sinh vật về xử lý nước. Đó là cũng cái mảng tôi nghĩ đó rất là hay. Và ở chương trình cũng có rất là nhiều, thực hiện rất là nhiều cái đề tài nghiên cứu trong hợp tác trong và ngoài nước, và những cái đặc biệt là với Đức, và những cái chương trình nghiên cứu về cấp bộ hoặc cấp nhà nước liên quan trong cái lĩnh vực nước và nước thải, và các bạn học viên cũng có thể tham gia vào những cái lĩnh vực và quản lý lưu vực sông ở sông Mekong hoặc là sông những cái lĩnh vực sông ở miền Trung chẳng hạn. Đặc biệt là về cái lĩnh vực nước ngầm thì cũng có thể xử lý kim loại nặng trong nước này đó, hoặc là đặc biệt là arsen. Đó là một trong những cái hướng nghiên cứu mà trong chương trình cũng đang tiến hành, hoặc là cái quá trình khử mặn này và xử lý nước và nước thải và tái sử dụng đó. Thì có thể dùng nhiều cái phương pháp khác nhau, có thể dùng những cái pháp về sinh học, mà có thể dùng về phương pháp màng lọc và dùng những cái phương pháp về sinh thái rất là rẻ tiền nhưng mà nó lại có rất là cái hiệu quả rất là cao Về cái mảng và thủy văn và mảng quản lý lưu vực sông thì có thể là nghiên cứu về ảnh hưởng của đê đập đến dòng chảy, hoặc là chất lượng nước, hoặc là lũ lụt và xói lở bờ biển, hoặc là những cái phù sa, ảnh hưởng của quá trình phù sa đó và xâm nhập mặn đối với cái chất lượng nước của sông và cái lưu lượng của cái sông ngòi, đặc biệt những cái sông lớn ở Việt Nam như đồng bằng sông Hồng đó, những cái lưu vực sông ở miền Trung như đó như sông Ba chẳng hạn, hoặc là ở miền Nam thì chúng ta có thể thấy là những cái sông như kiểu là sông Mekong á, sông Tiền hoặc là sông Hậu đó, hoặc là ở miền Đông Nam Bộ thì chúng ta có thể tiến hành ở sông Sài Gòn hoặc sông Đồng Nai đó. Thì những cái công trình nghiên cứu của ngành cũng sẽ được publish trong những cái tạp chí lớn ở trong và ngoài nước, và đặc biệt là giảng viên của ngành cũng đã tham gia rất là nhiều cái ban biên tập của các tạp chí lớn này, và cũng sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu khoa học, và đặc biệt là có thể cùng nhau xuất bản những bài báo này để sau này các bạn có thể là tiếp tục phát triển lên những cái chương trình tiến sĩ sau này. Về cái phần rất là hấp dẫn đó là phần về học bổng của chương trình, thì trong năm 2022 á, thì chương trình sẽ có nhiều cái học bổng khác nhau, đặc biệt là chương trình về học bổng về năm nhất học tại Thành phố Hồ Chí Minh, học tại Việt Nam này, thì có khoảng 7 suất học bổng của DED, mỗi suất khoảng được hỗ trợ khoảng 2.800 euro một học kỳ. Thì đây là một số tiền cũng rất là lớn. Thì học kỳ 1 sẽ có khoảng 3 suất và học kỳ 2 nó sẽ có khoảng là 4 suất và phỏng vấn theo từng học kỳ. Đó. Ngoài ra sẽ có khoảng 8 suất học bổng của DD để đi Đức trong năm 2, thì trong vòng 6 tháng thì các bạn có thể xin qua làm
luận văn thạc sĩ ở bên Đức. Tuy nhiên đó, hy vọng là sắp tới có những cái điều kiện về dịch bệnh nó cũng sẽ tốt hơn. Mà tôi nghĩ là hiện giờ đã giao thương cũng tốt hơn rồi thì các bạn sẽ dễ dàng đi sang Đức hơn. Ngoài ra có những học bổng của trường Đại học Việt Đức, như học bổng về miễn giảm khoảng 100%, 50% hoặc 30% học phí, tùy cái điểm thi đầu vào của các bạn. Và có những cái học bổng của những người bạn của Việt Đức á, thì họ sẽ cung cấp khoảng 3.000 euro và USD để một lần để mà hỗ trợ cho các bạn học tại vào năm nhất. Thì có rất là nhiều cơ hội. Nếu mà các bạn có thể học cái học bổng này thì các bạn có thể cơ hội nhận nhiều cái học bổng khác nhau. Và theo kinh nghiệm tôi thấy có nhiều bạn do chương trình học thì nhiều khi là lúc nào cũng học kỳ nào cũng nhận được học bổng và hầu như là rất là thảnh thơi và rất là chỉ có tập trung vào học thôi đó để đạt những cái thành tích tốt nhất và điểm số cao nhất và kết quả nghiên cứu tốt nhất để mà đi sang Đức, mà cũng đó là một cái tiền đề để mà các bạn có thể bắt đầu cái công việc của mình và có thể bắt đầu những cái trình học tiếp theo, chẳng hạn như là chương trình học nghiên cứu sinh đó. Thì tôi cũng xin hết là nếu mà các bạn có cái có những câu hỏi gì hoặc là những cái vấn đề thắc mắc về khóa học thì có thể liên lạc trực tiếp với tôi email và cái số điện thoại ở dưới này đó. Thì tôi cũng sẽ sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ các bạn. Xin hết là cảm ơn anh Thế. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Lê Lưu về phần trình bày vô cùng kỹ càng về ngành công nghệ tái sử dụng và quản lý nước tại trường Đại học Việt Đức. Thì vừa rồi thì tiến sĩ Trần Lê Lưu cũng có trao đổi là chương trình này có hợp tác với trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt Cộng hòa Liên bang Đức. Vậy thì với cái việc hợp tác này sẽ mang lại những cái ích lợi gì cho học viên đang theo học chương trình đã và đang theo học chương trình kỹ thuật công nghệ tái sử dụng và quản lý nước? Xin mời tiến sĩ Trần Lê Lưu có thể là chia sẻ những ích lợi trong cái việc hợp tác giữa Đại học Việt Đức và Đại học Kỹ thuật Darmstadt và học viên. Rồi, cảm ơn anh Thư ạ. Thì về cái vấn đề hợp tác với giữa trường Đại học Việt Đức và trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt thì nó rất là có nhiều lợi ích cho các bạn học viên, đặc biệt là các bạn sẽ có cơ hội là du học tại chỗ. Du học tại sở chỗ tại sao được gọi là du học tại chỗ? Vì cái lý do là chương trình học là kết hợp với trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt thì các những cái giáo sư người Đức của trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt thì chiếm hầu hết khoảng 70-80% số lượng của giảng viên ở ngành á, thì sẽ sang Việt Nam và giảng dạy trực tiếp các bạn ở đây. Đó. Giống như cái chương trình học của các bạn hiện giờ ở các sinh viên ở bên Đức học như thế nào thì ở đây các bạn cũng học y chang như vậy. Đó. Và trực tiếp với những giáo sư người Đức ở đây. Ngoài ra chương trình học thì bằng tiếng Anh. Đó. Thì nó rất là có nhiều cái lợi thế là các bạn sẽ nâng cao được cái trình độ Anh ngữ của mình sau khi kết thúc khóa học, giống như các bạn đi học ở nước ngoài, nó không khác gì đi học ở nước ngoài. Thứ ba về cái vấn đề bằng cấp đó, thì như tôi đã trả lời từ đầu đó, là cái chương trình học thì nhận được cái bằng đôi của trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt và trường Đại học Việt Đức. Thì mặc dù các bạn học tại Việt Nam nhưng mà các bạn sẽ nhận được bằng y chang như các bạn đi sang Đức học. Và tất nhiên là mình học ở đây thì nó giáo sư Đức cũng sẽ quan sang đây, hệ thống phòng thí nghiệm ở đây làm thí nghiệm với sự hướng dẫn của các giáo sư người Đức và giáo sư người Việt tại trường Đại học Việt Đức. Và ngoài ra thì cái vấn đề mà bằng cấp ở trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt tại Việt Đức thì cũng được công nhận trên toàn thế giới bởi những cái tổ chức kiểm định uy tín, và các bạn có thể dễ dàng xin được việc ở những cái công ty lớn trong và ngoài nước, hoặc là tiếp tục chương trình tiến sĩ ở trong và ngoài nước, đặc biệt ở trên những cái nước phát triển châu Âu hoặc là Mỹ hoặc Úc hoặc là ở những cái nước phát triển ở châu Á. Tôi xin hết. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi về việc hợp tác giữa trường Đại học Việt Đức và Đại học Kỹ thuật Darmstadt trong việc đào tạo chương trình công nghệ tái sử dụng và quản lý nước. Thì bây giờ thì xin được phép mời các quý khán giả có thể là xem một đoạn clip ngắn giới thiệu về trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt nhé.
Dạ vâng. Dạ vâng, vừa rồi thì quý khán giả đã xem một cái đoạn clip ngắn giới thiệu về các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như là một số thiết bị cơ sở vật chất tại trường học kỹ thuật Darmstadt, và với sự hợp tác giữa trường học đại học kỹ thuật Darmstadt và trường đại học Việt Đức, hứa hẹn sẽ mang lại vô cùng nhiều lợi ích đó về không những về ngôn ngữ, về bằng cấp mà còn về kiến thức và kỹ năng cho tất cả các bạn học viên muốn tham gia vào chương trình công nghệ tái sử dụng và quản lý nước tại trường đại học Việt Đức. Thì câu tiếp theo mà xin gửi đến hai vị khách mời là kính thưa hai vị khách mời, vừa rồi thì chắc chắn là các khán giả đã xem những cái chia sẻ về chương trình học. Vậy thì những cái yêu cầu tuyển sinh của cái ngành công nghệ tái sử dụng và quản lý tài nguyên nước như thế nào, ứng viên cần tốt nghiệp những chuyên ngành gì và cần trang bị cái chuẩn kiến kiến thức như thế nào để chúng ta có thể là ứng tuyển và học tập hiệu quả? Dạ, về cái điều kiện và đầu vào thì thi đầu vào thì ứng viên cần tốt nghiệp như tôi đã có trình bày ở phần trước á, là ứng viên cần tốt nghiệp những cái chương trình mà gần với chương trình đào tạo của ngành về công nghệ nước và tái sử dụng và quản lý nước, như kiểu là các bạn cần tốt nghiệp những cái chương trình về quản lý tài nguyên nước, về các chương trình về xây dựng, về thủy văn, thủy lợi hoặc là môi trường, bao gồm công nghệ môi trường, quản lý môi trường hoặc là khoa học môi trường, vân vân. Và có thể tốt nghiệp những cái chương trình về hóa học, công nghệ hóa học và sinh học hoặc là địa chất đó, hoặc là những cái ngành gần đó chẳng hạn. Đó. Những cái bạn tốt nghiệp từ trường Đại học Việt Đức như kiểu cái ngành về cơ khí mà cũng có liên quan tới cái mảng mà mô phỏng thì cũng có thể tham gia được cái chương trình, hoặc là năng lượng, thì đó là những cái ngành rất là gần và các bạn đặc biệt những cái ngành khác của Đại học Việt Đức như là xây dựng hoặc kiến trúc thì rất là được có thể tham gia thi đầu vào. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Trần Lê Lựu. Thưa tiến sĩ Đoàn Văn Bình, vậy thì những cái kiến thức nào thì các bạn cần phải chuẩn bị để chúng ta có thể tham dự cái kỳ thi đầu vào một cách hiệu quả? Xin cảm ơn câu hỏi của anh Thư. Thì tôi xin được chia sẻ như sau. Thì cũng xin nhắc lại một chút xíu là trước khi mà thí sinh hay là các ứng viên mà nộp vào học chương trình thạc sĩ công nghệ tái sử dụng và quản lý nước của Đại học Việt Đức, thì chúng ta các bạn học viên á, cần kiểm tra lại cái chuyên ngành của mình có đúng cái chuyên ngành đào tạo hay không. Và tiếp theo nữa là chúng ta cần phải chuẩn bị cái kiến thức, thứ nhất là tiếng Anh và kiến thức thứ hai là chuyên ngành. Thì thật ra kiến thức chuyên ngành đã được đào tạo rất là bài bản từ các cái trường đại học theo chương trình mà của các bạn đã học rồi. Cái vấn đề còn lại chúng ta chỉ cần dành một ít thời gian để chúng ta ôn lại, chúng ta coi lại những cái kiến thức cốt lõi trong từng cái chuyên ngành mà chúng ta học, để khi mà các thầy cô, các giáo sư ở trường Đại học Việt Đức phỏng vấn á, thì chúng ta có thể trả lời tốt. Còn cái vấn đề tiếp theo là vấn đề tiếng Anh. Thì nếu như các bạn đã có đủ trình độ tiếng Anh rồi thì không có gì để nói. Nhưng mà trong trường hợp các bạn chưa may mà chưa, đặc biệt là trong cái đợt dịch Covid này mà chúng ta chưa có điều kiện, chưa có thể sắp xếp được thời gian để chúng ta đi thi để lấy bằng IELTS tối thiểu là 5.5 hay là bằng TOEFL tối thiểu là 46 điểm trở lên, thì chúng ta có thể trường sẽ tạo điều kiện, rất là tạo điều kiện cho các bạn để nợ cái điểm đầu vào. Thì các bạn có thể nộp cái chứng chỉ tiếng Anh trong trong vòng cái năm nhất. Xin hết ạ.
Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của anh của tiến sĩ Đoàn Văn Bình về cái việc chúng ta chuẩn bị kiến thức như thế nào. Thì với những bạn nào mà không có tiếng Anh thì chúng ta cũng sẽ có những cái hình thức kiểm tra tiếng Anh đầu vào để làm sao mà kiểm tra được cái năng lực tiếng Anh của bạn phù hợp nhất để chúng ta có thể là theo học với chương trình với các vị giáo sư người Đức cũng như là cái đội ngũ giảng viên đa quốc gia tại trường Đại học Việt Đức nhé. Vậy Anh thì thấy cho mình bổ sung thêm một cái phần là cái chị về cái kỳ tuyển thi tuyển sinh đầu vào thì hiện giờ là chương trình là áp dụng kỳ thi và phỏng vấn. Thứ nhất là phỏng vấn bao gồm có hai môn là phỏng vấn về chuyên ngành về các giáo sư người Việt Nam và Đức để phỏng vấn về chuyên môn của các bạn là chủ yếu là cái lĩnh vực về chủ yếu về nước và đặc biệt là những cái chương trình học cũ của các bạn liệu rằng các bạn có phù hợp với chương trình hay không. Thì ngoài ra nếu mà các bạn chưa có chứng chỉ IELTS đặc biệt 5.5 như là tiến sĩ Bình đã chia sẻ ở trên thì cần phải tham dự cái kỳ thi tuyển sinh đầu vào của trường Đại học Việt Đức và tiếng Anh thì có thể là qua cái chương trình onset hoặc là trong cái thời kỳ dịch bệnh thì mình cũng linh động bằng cái chương trình phỏng vấn đó, bằng tiếng Anh. vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Trần Lê Lựu và tiến sĩ Đoàn Văn Bình về những cái tiêu chuẩn đầu vào cũng như những lưu ý về các kiến thức cũng như là cái khả năng tiếng Anh mà chúng ta có thể những bạn ứng viên có thể là học tại trường Đại học Việt Đức được. Thì câu hỏi tiếp theo là trong quá trình học tập thì các bạn học viên có cơ hội được đi trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp hoặc là tại các điểm nói chung là những cái điểm nóng về quản lý nước hay không, và ngành có những cái mạng lưới doanh nghiệp liên kết như thế nào. Và ngoài ra không biết là hai thầy có thể chia sẻ lại cho các bạn đang theo dõi chương trình về cơ hội việc làm cũng như là các cơ hội để chúng ta có thể học những chương trình cao hơn, học tiến sĩ tại Đức như thế nào được không ạ? Thì các bạn theo học chương trình đó, thì học kỳ thứ ba thì các bạn được giới thiệu những cái công ty hoặc là những cái doanh nghiệp để có thể đến và thực tập để làm cái interdisciplinary project đó, đó về cái project để mà tiền tốt nghiệp đó, đó. Thì cái đó là cái một cái dự án khoảng như tôi đã giới thiệu đó là một cái dự án khoảng 6 tuần để thực tập tại tại doanh nghiệp. Ngoài ra thì trong cái quá trình học thì các bạn sẽ được tổ chức những cái chuyến thăm những cái nhà máy xử lý nước thải đó, hoặc là những cái những cái con sông và những cái đê đập hoặc là những cái nhà máy thủy điện đó mà chúng tôi đang dự tính đối với cái khóa 2020 thì chúng tôi đang dự tính là tháng tới sẽ tổ chức một cái chuyến đi thực địa thực tế như vậy để mà các bạn có cái sự hiểu biết và các bạn có những cái trải nghiệm về thực tế nhiều hơn để mà sau này các bạn có thể là nắm bắt công việc được mà cũng có thể là khả năng mà tiếp tục học lên được trên những cái chương trình cao hơn. Và như tôi chia sẻ từ đầu đó, là những cái cơ hội nghề nghiệp của ngành về trong lĩnh vực về nước và môi trường ở những cái công ty và xử lý nước và nước thải, những cái công ty về xây dựng, về những cái công ty về thủy lợi, thủy văn và những cái sở ban ngành như Sở Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hoặc là những cái trường đại học hoặc là viện nghiên cứu nếu mà các bạn muốn làm giảng viên hoặc là nghiên cứu viên hoặc là những cái công ty lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là những cái công ty về lĩnh vực về xây dựng và môi trường đều có thể tham gia được đó. Và những cái công ty về thủy lợi, thủy văn, xây đê điều đập đó, hoặc là những cái mảng về quản lý nguồn nước đó, hoặc là những cái dự án về NGO đó, những cái tổ chức NGO ở Việt Nam đó, đều có thể rất là cần những cái nhu cầu nhân lực lớn. Thì như chúng ta đã biết là cái hiện tại số lượng nhà máy đó, các khu công nghiệp ở Việt Nam đều được mở rộng đó. Và những cái dự án về thủy lợi và thủy văn cũng rất là nhiều đó, thì cái nhu cầu và tuyển dụng và những nhu cầu về nhân lực trong cái lĩnh vực này rất là cấp thiết và thực sự nó rất là được các bạn trong lĩnh vực này thường có những cái thu nhập rất là đáng kể đó, và cũng rất là kiếm việc tìm việc rất là dễ dàng ha.
Dạ vâng. cũng xin phép được có những cái bổ sung như sau. Đối với bên ngành mà bên quản lý nước á, thì các bạn học viên sẽ được tham gia vào các cái đề tài hay là cái dự án, mà thật ra là ngành bên xử lý nước cũng vậy, sẽ tham gia được vào các cái đề tài dự án của các thầy cô đang giảng dạy đang trường Đại học Việt Đức. Tiếp theo là các bạn cũng như tiến sĩ Lụ cũng chia sẻ thì sẽ có rất là nhiều cơ hội để đi thực địa, đi khảo sát thực tế, đi đo đạc thực tế ngoài những cái giờ hay là những cái tiết học lý thuyết ở trên lớp. Và cái cơ hội nghề nghiệp thì tôi xin bổ sung một ý nữa là mục tiêu của chương trình á, tại vì chúng ta biết là chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, các bạn sau khi tốt nghiệp trình độ tiếng Anh rất là tốt, cho nên mục tiêu nữa là các bạn sẽ có cơ hội rất là cao để làm việc trong các cái công ty hay là các cái tập đoàn đa quốc gia. Còn tôi xin chia sẻ tiếp theo về cái phần mà cơ hội để học lên tiến sĩ, thì thực sự đây là cơ hội rất là cao, tại vì chúng ta biết là đặc biệt là các bạn có nhu cầu mà hay là nguyện vọng đi học tiến sĩ ở các nước tiên tiến trên thế giới như là Mỹ hay là châu Âu, đặc biệt là Đức, hay là ở châu Á thì có Nhật hay Hàn Quốc. Do chúng ta học cái chương trình bằng tiếng Anh hết và môi trường đào tạo cũng là môi trường quốc tế, cho nên khi các bạn xin nộp những cái bảng điểm vào, chúng ta không cần phải chuyển đổi, các nước khác không cần phải chuyển đổi, đó là một lợi thế. Và cái thứ hai là sau khi các bạn đã xin được hay là học được tiến sĩ ở các nước tiên tiến rồi thì cái môi trường học tập lúc đó sẽ không khác gì nhiều so với cái môi trường mà được đào tạo ở trường học Việt Đức, thì tôi xin bổ sung như thế ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn phần bổ sung cùng quý giá của tiến sĩ Đặng Văn Bình cũng như là phần trình bày vừa rồi của tiến sĩ Trần Lê Lựu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một số các câu hỏi của những bạn học viên, ứng viên tiềm năng để đặt cho chương trình nhé. Thì chủ yếu thì các ứng viên tiềm năng hoặc là những bạn khán giả tập trung vào hai câu hỏi sau đây. Thì cái câu hỏi đầu tiên thì chắc là các thầy cũng đã trình bày rồi, tuy nhiên chắc mong muốn các thầy cũng có thể trình bày lại. Đó là những cái background, cái chương trình học cử nhân nào của các bạn thì các bạn có thể là apply, đăng ký vào chương trình này được. Và nếu như chương trình này có cần kinh nghiệm làm việc trước hay không, và có một câu hỏi của bạn như sau, đó là bạn chuẩn bị tốt nghiệp vào khoảng tháng 7, vậy thì chúng ta có kịp thời gian để chúng ta có thể đăng ký vào chương trình này được hay không? Và xin kính mời hai thầy có thể là trả lời cho những bạn ạ. Dạ, thì cảm ơn những cái câu hỏi của các bạn học viên. Thì về cái chương trình, về cái yêu cầu về cái ngành học mà cử nhân của các bạn á, thì như tôi đã nói là những cái chương trình và gần với là chương trình về nước và môi trường đều có thể là nộp đơn tham gia, như kiểu là quản lý tài nguyên nước, về xây dựng, về thủy lợi, thủy văn, về hóa học và sinh học, về môi trường đó, quản lý môi trường, công nghệ môi trường và khoa học môi trường, hoặc là xây dựng hoặc kiến trúc đó, đó. Mảng cơ khí là cũng có thể tham gia được cái nộp đơn về chương trình. Đó. Thì nó cũng không có giới hạn về cái ngành học mà các bạn đã học ở bậc cử nhân, miễn là nó gần với cái chương trình học và các bạn thi đạt cái kỳ thi đầu vào là các bạn sẽ được nhận được cái admission. Dạ vâng, thì chắc xin mời thầy có thể trả lời tiếp là chương trình có yêu cầu là những bạn ứng viên nộp đơn vào có bất kỳ kinh nghiệm nào hay không? Hiện giờ cái chương trình không có yêu cầu cái nội dung đó, thì các bạn có thể tốt nghiệp như kiểu là tháng 7 thì các bạn có thể tham dự vào cái kỳ thi tuyển sinh vào đầu vào vào đợt tháng 8. Thì năm nay ngành trường có tổ chức hai cái đợt tuyển sinh vào cuối tháng 5 và đầu tháng 8 đó, thì các bạn tốt nghiệp vào tháng 7 thì hoàn toàn lại có thể là tham dự vào cái chương trình và kỳ thi tuyển sinh, và miễn sao các bạn là có thể có bằng là trước tháng 10 là hoàn toàn được. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Trần Lê Lượng. Như các bạn thấy rõ ràng chúng ta có rất là nhiều chuyên ngành học cử nhân, chúng ta có thể là nộp đơn vào ngành công nghệ tái sử dụng và quản lý nước, và cũng như là chúng ta cũng không yêu cầu các bạn phải có một cái kinh nghiệm làm việc trước. Và trước khi chúng tôi đi đến câu hỏi tiếp theo thì trong chương trình hôm nay thì cũng có rất là nhiều bạn tham gia trực tiếp, thì nếu như bạn nào có muốn đặt hỏi trực tiếp cho chương trình thì chúng ta vui lòng có thể là nhấn vào cái nút raise hand, lúc giơ tay ha, thì bạn quản lý chương trình sẽ chuyển câu hỏi trực tiếp đến cho bạn và bạn có thể phát biểu ngay tại chương trình này. Thì câu hỏi tiếp theo dành cho chương trình là cho hai thầy như sau.
đó là em rất quan tâm đến cái việc là chúng ta được vào tham gia và được học tập và được qua trường đại học học kỹ đại học kỹ thuật Nam Sát để học. Vậy thì chúng ta sẽ qua bên trường đại học kỹ thuật Nam Sát học vào năm nào và điều kiện để được chọn đi là như thế nào, có yêu cầu về cái chứng chỉ gì tiếng Đức hay là không? Dạ, xin mời hai thầy có thể trả lời câu hỏi này. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn học viên. Thì về cái quá trình mà đi sang học ở trường đại học Darmstadt thì các bạn đều có cơ hội như nhau vào năm 2 để đi sang học ở trường Darmstadt, và chủ yếu là ở bên đó họ sẽ là nhận các bạn sang học học kỳ cuối, chủ yếu là học kỳ thứ tư để làm luận văn tốt nghiệp. Và như tôi giới thiệu ở phần trước là có rất là nhiều học bổng DAD để hỗ trợ các bạn trong vòng khoảng 6 tháng ở bên Đức, để bao gồm vé máy bay khứ hồi và khoảng 8, gần 7, gần 800 euro một tháng về sẽ sinh hoạt phí, sẽ được tài trợ bởi tổ chức DAD. Ngoài ra trong cái trường hợp xấu nhất mà các bạn không có xin được học bổng DAD thì các bạn có thể đi sang Đức tự túc kinh phí, và cũng đều sẽ có nhận được bằng cấp và cái chương trình học như nhau tại trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt. Và ngoài ra là các bạn sang ở bên Đức thì các bạn cũng có thể là học hỏi ngoài cái chương trình học, ngoài cái những kiến thức về chuyên ngành thì các bạn có thể học hỏi về văn hóa, về cái kiến trúc hoặc là những cái kinh nghiệm mà của người Đức cũng như người châu Âu, và trong cái lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là nước hoặc là những trong những lĩnh vực khác mà các bạn quan tâm. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Lê Lượng. Chắc xin dành cho cái câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay. Thì câu hỏi như sau, em là sinh viên một ngành môi trường, em cũng đã từng tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường. Em thấy là các đề tài nghiên cứu các thầy rất là thú vị. Vậy cho em hỏi là khi em tham gia vào chương trình này, em có được quyền đồng tham gia các chương trình nghiên cứu của các thầy tại trường hay là không? Và cách thức như thế nào? Dạ, xin mời các thầy, chắc là mời tiến sĩ Đoàn Văn Bình có thể hỗ trợ để trả lời câu hỏi này nhé. Và thầy Lượng có thể bổ sung sau. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của bạn học viên. Thì thật sự là tôi thì có chuyên ngành bên quản lý nước, nhưng mà thật sự là cái chương trình bên sự môi trường thì cũng như nhau thôi, là các thầy ở đây sẽ tạo điều kiện rất là tốt tốt nhất có thể để các bạn học viên có thể tham gia vào những cái nghiên cứu thực tế của các thầy ở đây. Và đương nhiên là khi tham gia vào thì chúng ta sẽ làm từng phần, hay là cái đó là do trao đổi trong quá trình làm việc. Các bạn có thể làm được phần nào và các thầy có thể hướng dẫn các bạn làm thêm được phần nào, và đương nhiên là sau khi đó chúng ta cái vấn đề tiếp theo là publication, là viết báo, công bố những cái bài báo, thì các bạn đương nhiên sẽ là đồng tác giả và sẽ được tạo cơ hội để mở ra những hướng nghiên cứu mới hơn nữa để viết thêm nhiều cái bài báo khác. Dạ vâng. Thì điểm đặc biệt của cái chương trình đó là các bạn sẽ có cơ hội là tham gia những cái công trình công bố quốc tế, và rất là ở trong cái ngành mình rất là mạnh về cái lĩnh vực này. Đặc biệt trong những cái tạp chí mà có cái chỉ số ảnh hưởng impact factor cao đó, thì giảng viên ở trường Đại học Việt Đức cũng như là các đối tác Đức đều có rất là nhiều kinh nghiệm, và cũng như là có rất là nhiều cách thức và để mà hướng dẫn các bạn làm sao mà chuẩn bị có một cái công bố khoa học một cách là chỉnh chu nhất, và có nghĩa là rất là có thể dễ dàng được chấp nhận bởi những cái tạp chí danh tiếng trên thế giới. Và các bạn hoàn toàn chắc chắn là các bạn hoàn toàn đều có thể là đồng tác giả của những cái nghiên cứu này, và tôi cũng hết sức chào mừng các bạn là có thể sắp xếp thời gian ghé thăm trường Đại học Việt Đức và những cái hệ thống phòng thí nghiệm ở đây, và cũng như là các bạn có thể ghé thăm những cái trang thiết bị ở phòng thí nghiệm ở trường, cũng như là xem những cái bạn học viên hiện tại đang nghiên cứu về những cái lĩnh vực này, thì các bạn có thể sau đó các bạn có thể lựa chọn những cái lĩnh vực mà các bạn yêu thích, mà các bạn cảm thấy nó phù hợp với mình nhất để bắt đầu nghiên cứu. Thì vâng, xin cảm ơn phần trình bày và chia sẻ của tiến sĩ Đoàn Văn Bình cũng như là phần bổ sung của tiến sĩ Trần Lê Lượng. Thì thời gian dành cho chương trình thì chúng ta không còn nhiều nữa.
Thì cũng xin cảm ơn tất cả các bạn quý khán giả và các bạn ứng viên cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thì Đại học Việt Đức là một ngôi trường định hướng về nghiên cứu. Vì thế nên bất kỳ hoạt động nghiên cứu nào của bạn học viên cũng được rất là được chú trọng và cũng được khuyến khích trong các hoạt động bên cạnh hoạt động học tập của trường. Và xin cảm ơn hai thầy, tiến sĩ Đoàn Văn Bình và tiến sĩ Trần Lê Lựu đã dành thời gian đến buổi livestream của chúng ta ngày hôm nay. Và cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và mọi thông tin chi tiết về đào tạo các bạn có thể truy cập website của trường Đại học Việt Đức hoặc là fanpage thạc sĩ.vgu.edu.vn. Ngoài ra các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0988 5452 5454. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các thầy và các bạn tại các số tiếp theo. Xin cảm ơn và chúc mọi người một ngày cuối những ngày cuối tuần thật vui vẻ. Xin cảm ơn. Xin chào quý vị khán giả. Dạ, xin cảm ơn thầy. Goodbye. Rồi. Cảm ơn anh Dương.